Nam khi mới đây ba bức tranh lụa của danh họa Nguyễn Phan Chánh, bậc thầy tranh lụa của Việt Nam đã được các chuyên gia Nhật Bản phục chế thành công. Có thể nói việc này không chỉ có ý nghĩa làm hồi sinh di sản tranh lụa đã từng gây được tiếng vang ở những triển lãm mỹ thuật quốc tế những năm 30 của thế kỷ trước, mà còn mang đến nhiều suy ngẫm cho những người yêu tranh lụa khi dòng tranh này đã không còn được các thế hệ họa sĩ ngày nay theo đuổi. Ba bức tranh Cô gái cưỡi bò qua sông vẽ năm 1967, Hun thuyền và đón củi vẽ năm 1938 của danh họa Nguyễn Phan Chánh ở tình trạng gần như sắp biến mất trước khi phục chế. 3 năm trước, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã đón bà Aishwa, người nổi tiếng trong làng mỹ thuật thế giới, với việc phục chế thành công các bức họa của Picasso, Monet đến mục sở thị những tranh lụa còn lại của họa sĩ. Bà cẩn trọng đo lại từng mảng màu, bóc tách lớp giấy xi măng đằng sau những bức lụa. Bà Aishwa đã hoàn tất phục chế 3 bức tranh trong vòng 1 năm. Khó khăn nhất trong việc phục chế các bức tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh chính là gỡ bỏ lớp giấy xi măng. Những mảng lụa gần như đã tan ra và tôi đã cố gắng thu thập những mảnh còn sót lại. Tôi cảm phục Nguyễn Phan Chánh khi ông cho ra đời những tác phẩm trong điều kiện rất khó khăn. Những mảng màu đặc trưng trong tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh hay gương mặt thiếu nữ bầu bĩnh và nhân hậu đã được các chuyên gia phục chế làm hồi sinh. Sau khi hoàn tất công việc, đoàn chuyên gia Nhật đã có buổi báo cáo kết quả phục chế với Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Điều đặc biệt là toàn bộ chi phí cho công việc này đều được hỗ trợ hoàn toàn miễn phí từ những người bạn Nhật yêu tranh lụa của Nguyễn Phan Chánh. Năm 2001, tôi sang Việt Nam và tình cờ nhìn thấy tranh của Nguyễn Phan Chánh in trên một cuốn lịch. Tôi đã bị mê hoặc bởi tranh của ông và tôi quyết tâm tìm đến nhà ông để xem tranh. Khi nhìn thấy những bức tranh đã bị hỏng rất nặng, chúng tôi có ý định mang về Nhật Bản để phục chế. Và thật may mắn, gia đình họa sĩ cũng đồng ý việc đó. Về phía bảo tàng, chúng tôi cũng sẽ có những cái trao đổi nghề nghiệp sau này với bà EOI cùng với nhóm phục chế đề án này. Và qua đây chúng tôi cũng muốn là giới thiệu rộng hơn để kêu gọi tất cả những tấm lòng của những người yêu mến nghệ thuật quan tâm để chúng ta cùng làm cái việc chung và bảo vệ cái tài sản chung của Việt Nam cũng như là của nhân loại. Bà Nguyệt Tú, con gái lớn của họa sĩ Nguyễn Phan Chánh cho biết, hiện tại vẫn còn gần chục bức tranh lụa thuộc sở hữu gia đình nhưng đa số đã bị hỏng rất nặng. Những bức tranh được coi là đại diện của phong cách tranh lụa khó trộn lẫn với Nhật Bản hay Trung Quốc, đang tìm đường để hồn tranh sống lại. 40.000 lượt người đã đến thăm triển lãm 3 bức tranh tại Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Tokyo, cho thấy sức hút của dòng tranh này với người yêu nghệ thuật, khẳng định tên tuổi của Nguyễn Phan Chánh, một trong những tứ trụ danh họa hàng đầu của mỹ thuật Việt Nam. Hiện tại, 4 bức tranh dê lúa, nồi hương hóa, 8 ao và lội suối của danh họa Nguyễn Phan Chánh đã được đóng gói để các chuyên gia Nhật Bản phục chế trong thời gian tiếp theo. Sau khi hoàn thành phục chế, thì những bức tranh này sẽ được triển lãm tại Nhật Bản, tạo cơ hội cho người yêu nghệ thuật có thể chiêm ngưỡng những kiệt tác của danh họa Nguyễn Phan Chánh, cũng như hiểu thêm về nghệ thuật tranh lụa.